lời tiên tri chấn động của bà Vanga về năm 2020. Nhà tiên tri mù Baba Vanga, người từng nổi danh với những tiên đoán chính xác về các sự kiện gây chấn động thế giới như là sự trỗi dậy của IS, vụ tấn công khủng bố 11 tây tháng 9, sóng thần năm 2004, Anh rời Liên minh Âu Châu, đại dịch Ebola v.v. và v.v. đã mường tượng hàng loạt sự kiện sẽ diễn ra trong năm 2020. Trước hết thì theo Vanga, hầu hết trẻ em sinh năm 2020 lớn lên sẽ trở thành các thiên tài. Bà dự đoán vào năm 2020, loài người cuối cùng sẽ chinh phục được không gian và thậm chí là khám phá ra một hành tinh mà nhân loại sẽ sớm di cư tới. Trong 6 tháng đầu năm 2020, theo dự đoán của Vanga, một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ bắt đầu. Nhà tiên tri người Bulgaria tuyên bố vào năm 2020, đồng tiền sẽ mất đi giá trị của nó. Vanga dự đoán là sẽ có hỗn loạn và bất ổn trên thế giới, đến nỗi tiền không còn đóng vai trò quan trọng. Nhân loại sẽ bị phân vân, bối rối bởi các vấn đề khác. Bà nhắc tới một nhân vật số 8 sẽ xuất hiện và thiết lập hòa bình ở Trung Đông. Bà cho hay như sau: khi số 8 ký kết, hòa bình sẽ đến trong 1.000 năm và tôi hy vọng điều này sẽ xảy ra sớm thôi. Cũng theo Vanga thì trong năm tới đây, Âu Châu sẽ phải đối mặt với các thảm họa xã hội liên quan tới sự đụng độ của các nền văn hóa khác nhau và dòng người di cư. Nếu như ứng với lời sấm truyền của bà, thì những sự kiện rất nghiêm trọng sẽ diễn ra tại Ukraine vào năm 2020. Nhưng cuối năm 2020, quan hệ với Kiev và Moscow sẽ ấm lên. Năm 2020, theo dự báo của nhà tiên tri Bulgaria, sẽ là một năm nhiều thiên tài. Theo bà, hoạt động tích cực của mặt trời sẽ gây ra thảm họa thiên nhiên. Nga sẽ trải qua một mùa hè khô cạn. Thiên nhiên sẽ gây ra các thảm họa nghiêm trọng cho Đài Loan và các khu vực lân cận. Bà cũng tin rằng Á Châu trong năm tới sẽ hứng chịu nhiều trận động đất. Phi Châu cũng sẽ gặp rắc rối với dịch bệnh lớn, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Nhân loại sẽ tìm kiếm một loại vaccine chống lại căn bệnh khủng khiếp trong suốt cả năm. Bệnh phổ biến nhất trên trái đất sẽ là ung thư da. Băng ở Bắc Cực gây ra không ít lo ngại vì nguy cơ thảm họa môi trường sẽ khiến cho chúng tan chảy nhanh hơn.